Xin chào các bạn, như các bạn đã biết, LTE3 là thế hệ tiếp theo của chiếc Optimus LTE2 đã được khá nhiều anh em biết đến và hiện đang sử dụng. Đây có thể coi là bản nâng cấp đáng giá cho LTE2 khi nó được tích hợp màn hình công nghệ Incel hiển thị rực rỡ hơn, pin 2540mAh cho thời gian sử dụng máy dài hơn và đặc biệt, tất cả những tính năng mới nhất của LG tính đến thời điểm hiện tại đều được tích hợp vào LTE3. Hạn chế lớn nhất khiến anh em vẫn còn đang phân vân khi muốn nâng cấp lên LTE3 đó chính là những hỗ trợ từ cộng đồng. Nếu như LTE2 có rất nhiều bản ROM Việt hóa, thích lỗi thì với LTE3 lại khá khiêm tốn, thông tin về máy thì khá nhiều, tuy nhiên sự hỗ trợ lại vô cùng ít và những bản ROM thật sự chất lượng và ổn định tại Việt Nam cũng chưa có nhiều. Những hạn chế của máy Hàn vẫn gặp phải đó chính là vấn đề nhắn tin không quá 80 ký tự. Đây chính là điều bất tiện khi các bạn liên lạc với bạn bè hay người thân. Hàn Quốc chạy ẩn gây tiêu tốn tài nguyên sử dụng và biểu tượng của chúng trên màn hình cực kỳ rối mắt. Và rào cản lớn nhất chính là ngôn ngữ, khi bản thân những máy nhập từ Hàn Quốc về đều không hỗ trợ tiếng Việt. Đây chính là điều thực sự khó khăn cho những ai mới sử dụng máy hoặc những bạn nào muốn trải nghiệm những tính năng chuyên sâu chỉ có trong ngôn ngữ tiếng Hàn. Và hôm nay, đi team của Di động Thông minh xin được gửi tới các bạn bản ROM Việt hóa phích lỗi hoàn chỉnh cho chiếc LTE3. Những hạn chế đều đã được khắc phục cùng với gói ngôn ngữ tiếng Việt thân thiện với người dùng, giúp các bạn có thể trải nghiệm LTE3 một cách dễ dàng nhất. Bản ROM được cúc trên nền ROM gốc 4.1.2 mới nhất của LTE3 đã xóa toàn bộ các app Hàn không được sử dụng làm máy hoạt động trơn tru và mượt mà hơn. Những tính năng hữu ích trên máy vẫn được giữ nguyên. Khi ở trạng thái chờ, dung lượng RAM trống của máy tới hơn 1GB cho các bạn chạy đa nghiệm, chơi game 3D mà không hề có hiện tượng giật hay lag. Bản ROM hỗ trợ các bạn nhắn tin full 160 ký tự với trình tin nhắn mặc định của máy mà không cần một phần mềm bất kỳ nào của hãng thứ ba. Những cuộc nhắn tin trò chuyện giờ đây sẽ không bao giờ bị gián đoạn. Nếu muốn có thêm nhiều tùy chỉnh mới thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những phần mềm nhắn tin ngoài như GoSMS hay HanseNSMS. Các ký tự bàn phím Hàn Quốc đã được loại bỏ hoàn toàn. Một giao diện thân thiện, các bạn có thể kiểm tra tài khoản hoàn toàn thoải mái. Những cuộc đàm thoại tại Việt Nam cũng vô cùng ổn định, không hề có hiện tượng bị ngắt hoặc mất sóng giữa chừng. Với LTE3, một số giao diện tùy chỉnh có hơi khác biệt so với những dòng máy LG trước đây, như phần cài đặt chia làm các cửa sổ khác nhau. Các bạn sẽ hơi bỡ ngỡ một chút khi tiếp xúc với các tùy chỉnh này, nhưng tất cả đều được Việt hóa hoàn toàn để các bạn có thể dễ dàng thay đổi. Optimus LTE3 có một tính năng vô cùng độc đáo được đánh giá rất cao, đó chính là giao diện đơn giản Team Mode. Giao diện này thực sự hiệu quả với những ai muốn thao tác nhanh các tính năng như nghe gọi, nhắn tin, bởi ta có thể thực hiện các tác vụ này ngay trên màn hình. Vì đây là phần mềm độc quyền của Hàn Quốc nên giao diện của nó chỉ có tiếng Hàn. Với bản ROM này của D-Team đã can thiệp khá sâu vào hệ thống để Việt hóa từng chi tiết nhỏ của Team Mode để biến nó thành giao diện thứ hai giúp người sử dụng hoàn toàn dễ dàng. Các bạn có thể nghe gọi, nhắn tin